Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Galactic Science và Hero Prime lại từng ở đây. Cái này là nó chỉ hiện lên chơi cho vui vậy thôi. Chúng ta đứng ở đây nãy giờ rồi có thấy Hero Prime nào đâu. Bởi vậy, vậy đừng có quan tâm mấy này nó chỉ hù thôi. Và chúng ta cũng đã có được một cái hệ thống Shocking barrel ở đây để chứa những cái món nó nhiều và món nào ít thì nó sẽ nằm trong này luôn. Không cần thiết phải cho vô Shocking barrel làm gì. Đồng thời chúng ta cũng có cái Chemical Decomposer quay trở lại đây Một cái nữa Và bây giờ mình sẽ mở cái cuốn Quest lên Nhưng mà chúng ta cần phải tháo ngôi sao này ra trước đã Tháo nó ra, đưa đây Và nó còn 15 triệu RF ở trong ta để đâu đây? Chết rồi, cái chết của tôi Giờ tôi bỏ nó vào đây đỡ Rồi, được rồi Bỏ đó đó thôi Và chúng ta hãy mở lên coi một phát Bây giờ chúng ta có 3 nhiệm vụ Đầu tiên là cái thằng này chúng ta lấy reward pack Rồi cái thứ hai cũng lấy reward pack Được tặng block of iron Đây là Nasa workbench Nói chung là từ từ tính Trong phần này chúng ta còn một cái Hammerer Đây là reward pack và rocket fuel bucket và coal Rocket fuel bucket Chắc lấy rocket fuel đi ha Thang thì không cần thiết cho lắm Upgrade thì mình chưa làm được bởi vì upgrade đó chúng ta sẽ cần phải đi qua một cái dimension khác không phải Dimension, tự nhiên đi qua Dimension Này là bị lỏng Future Beast đi phát tịch rồi Chúng ta phải đi qua những cái hành tinh khác Bởi vì khi chúng ta coi công thức ở đây á, nó đòi hỏi là Redstone Alloy Rồi đây là Viren Alloy nứt dịch Thì Viren Alloy nứt dịch là từ Viren Alloy mà thôi Nó cũng không có gì khó Cái quan trọng là cái thằng Alloy Smelter Chúng ta hãy coi công thức của Alloy Smelter nào Alloy Smelter rồi, và trong một cái mớ này nó đây và công thức này nhìn thấy đơn giản vậy nha nhưng mà bấm vào trong cái machine chassis này nè đây là dash mà dash được kiếm từ mash hay còn gọi tiếng việt là sao quả đó. ta phải lên sao quả thì chúng ta mới kiếm được dash và dash này được kiếm từ đâu chúng ta phải cần kiếm được dash odd từ một được hai trong Manufactory à, chúng ta vẫn có thể nhân đôi được ta có lại menu nó đây và nó đâu nó đây Của Nuclear Craft Bây giờ bấm Ship để coi thử Nó sử dụng RF Và ta hãy bấm vào trong này Wow Wow Công thức nó cần Tough Alloy Tough Alloy lại cần Grosco Vậy ta phải cần uh, Sac hả hả Coal, Cái này là Universal Reactant Thì Gross Lapis mà xác mil đâu rồi bấm từ từ coi xác mil thì công thức của nó Sackmill sát sát thêm vào một cái nữa là sát thì nó có cái mờ xin uh, cái khung sườn chính của nó vẫn là cái machine xin chai này thì nó vẫn cần dash bây giờ thứ gì cũng cần phải có dash hết thì bắt buộc chúng ta phải tính đến chuyện đi qua sao quả chúng ta hãy coi tiếp rocket rocket tier one chúng ta cần cái gì đầu chúng ta sẽ cần một cái nasa ben và chắc chắn là nasa workbench nó cũng sẽ tốn rất là nhiều sắt hãy coi thử NASA Workbench Workbench nó đây nó rất là đặc trưng nhìn thấy cái bàn có ba bà cái cần lên đây là steel thì steel được làm từ sắt thôi tất nhiên rồi và nó cần một cái advanced wafer crafting table lever và redstone torch cái này không hề khó nhưng cái khó chính là những cái schematic này khi bạn không có schematic thì bạn không làm được công thức Nhìn thì bấm vào trong này á, thấy nó làm được Nhưng khi chúng ta làm cái workbench nó ra Không có công thức không làm được Nếu chúng ta muốn kiếm theo cách của Galactic Grab Thì chúng ta phải đi kiếm Moon Boss Nghĩa là trong cái mặt trăng này nè Nó sẽ có một cái nơi để chúng ta đánh con boss Và chúng ta sau khi đánh con boss á, Chúng ta sẽ mở được một cái cửa vô cái phòng Để kiếm được một cái schematic của cái rocket Sau đó bạn sẽ bay lên trên sao quả Lặp lại y chang như vậy Kiếm con boss của sao quả hạ gục nó và vô cái phòng đó mở ra lấy được một cái schematic thứ hai nhưng mà chúng ta trong phần quest thì có một cái phần ở cuối cùng phần mình nói là cái phần nó không quan trọng á bởi vì nó là nơi để chúng ta trao đổi thôi đây là silly space chân chúng ta hãy bấm vào đây đây là phần schematic diamond block được mua hết tất cả mọi thứ chúng ta có ba cái rocket kịch đằng trước và một cái moon buggy thì moon buggy là cái xe mà chúng ta có thể chạy trên mặt trăng chúng ta coi mấy nhà du hành vũ trụ đó, chạy cái xe đó thì là cái moon buggy này đó, như vậy là chúng ta sẽ không cần phải đi đánh boss mà bản chất của cái mod pack này là không cần phải đi đánh boss vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ gì trước thì bắt đầu ăn reward Pack trước mở và được marble cái kế tiếp oh phiêu tốt quá và lava tăng 16.000 cũng được Ở đây là 16.000 mili bất kịch Đúng không? Chính xác Đây là của Open Block Và mình sẽ để nó tạm thời ở đây đi Rồi giờ ta sẽ mở cuốn Quest lên một cái Going up in the world Cái này thì NASA Workbank từ từ tính Mình sẽ muốn hoàn thành những cái phần trong này trước Chúng ta thấy mấy cái này dễ làm trước đi ha Đây là đi Internet Internet là cần router á Mà router sẽ cần có sắt Chúng ta xuống dưới lấy sắt đây Và bây giờ chúng ta rất là thoải mái Không cần phải lo đến chuyện tài nguyên nữa Sát nè Chúng ta hãy coi cái router một cái Nó sẽ cần kim cương ở trọng Và Ender Pearl, Eye of Ender Đòi hỏi khá là căng đó nha Thì Ender Pearl chúng ta đang có hai cái ở trên Bởi vì mình đang có một cái Ender Lily Nó chính chưa Cái này nó lớn chưa chứ À, grow mới 86% thôi Bây giờ chúng ta sẽ cần hai cái Pearl, một cái thằng play rod. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy một cái chuyển thành eye of ender. Ở đây chúng ta không có the end cũng không có nether. Nếu bạn coi trong phần mod pack list ở bên ngoài á ở đây không thấy đâu. Nó chỉ có những cái mod thôi, nó không có để trong này. Nó có một cái bản mod mang tên là netherless. Nghĩa là nó tắt cái nether rồi, chúng ta không mở được cái cửa nether từ đây đâu và chúng ta sẽ cần phải có một cái router trước đi ha router King đặt nó xuống cái router này chúng ta đặt nó kết nối với cái chest thì chúng ta có thể điều khiển được cái chest ở bên đây ví dụ như mình có thể lấy đồ ra lấy đồ vô gì đó rất là tiện lợi nói chung là router này cũng cũng được thôi nhưng mà mình không thích xài lắm và chúng ta sẽ lấy speed upgrade hay là reward pack tất nhiên reward pack rồi và đây là black hole storage và chúng ta hãy mở reward pack đi nó đâu uh, làm stone bỏ tài cho tôi cái gì đâu không vậy rồi giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái dimensional chest thì hãy coi dimensional chess wow wow cái gì ghê vậy công thức đòi hỏi ender pearl chà yeah. ender pearl thì hơi căng như vậy chúng ta sẽ phải để lại một chút và mình nghĩ là chúng ta sẽ tạm thời gác qua cái chuyện đó đi Và chúng ta hãy nhìn qua phần I were bad at math Chúng ta hãy coi đây là let the chess Let the chess đâu Nó đây Chúng ta sẽ cần một cái chess nữa Và chúng ta sẽ cần thêm những cái pb Pp là let Đâu rồi Lên đây và rút thằng này lại Thì chúng ta xuống dưới lấy Và những thứ mình cần đều có mặt ở bên dưới Ví dụ như pb pb hình như là chì á Đâu rồi right. nó đầy PB chúng ta sẽ cần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Và đâu rồi cái crafting table Nó đây crafting table Chúng ta chỉ cần làm một cái letter chest Ken Thì letter chest để làm gì Letter chest này dùng để chứa những cái nguyên tố hóa học Mà nó có tính độc hại cao Ví dụ như là nhiệm vụ nó cho mình Einsteinium Einstein là ai không? Nếu các bạn chưa biết Einstein thì ông này nổi tiếng lắm á đó. đó. và khi chúng ta cầm Einstein ở trong người Chúng ta có một tiếng 11 phút trước khi cái chất này nó phân hủy Bởi vì đây là đồng vị phóng xạ Nên chúng ta cần phải cất vào LED Digest để nó không có bị phân hủy Và khi nó phân hủy ra thì chúng ta chết khi sao? Chúng ta nhiễm phóng xạ chết Rồi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta có Silicon và Rework Pack cái này là Nether quartz. Giờ đầu tiên là để coi thử coi reward bác nó cho cái gì đã Can of food Sao bình thường quá vậy Không cho thứ gì cao siêu hơn chút Giờ chúng ta làm sao để có nether cord Thì nether cord sẽ được làm từ redstone Mình có redstone chưa Redstone đây Ta lấy một stack redstone Và ta sẽ bấm phải chuột vào cái stone barrel có chứa lava Nó trở thành netherrack Giờ chúng ta sẽ coi netherrack nè bấm vào đây và nấu trở thành Nether brick. Nó làm được cái gì nữa? Trong công thức của Blood Magic thì Blood Magic trong này chỉ làm màu thôi, không có xài nhiều đâu. Giờ chúng ta sẽ còn uh, sát miu để biến nó thành Dust Rồi qua đây, enchanter và quan trọng là cái thằng này đưa vào cái chemical decomposer để kiếm những cái nguyên tố hóa học ở phía bên dưới. Và chúng ta nên chuyển nó lên thành uh, nên chuyển, chắc chắn bạn phải nên chuyển nó lên thành cái thằng uh, brick lên cái phần này cũng được bởi vì cái brick này chúng ta phân quỷ nó sẽ có cái uh, phần trăm nó cao hơn nãy là 10 phần giờ được 15 trăm nếu chúng ta gom thằng này trở lại thành nether brick luôn á thì nó sẽ được cao hơn nữa không nó không có đề là bao nhiêu phần trăm không đề như vậy chúng ta chỉ cần nấu nó một lần mà thôi và chúng ta hãy coi nhiệm vụ một cái chúng ta cần sieve để kiếm nether cord chứ không phải là nether rack vì vậy cái nether cord đó là được ship từ sâu sen hồi nãy mình lộn à, uh, nether rack chúng ta Sieve để lấy cái khác cũng trong ngày hôm nay mình dự định sẽ Sieve nether rack luôn cho nên mình lộn mình sẽ lấy vị trí này để làm cái thằng witch water chúng ta cần đặt một cục đất xuống cần bỏ ancient spore lên nó biến thành mycelium bạn sẽ cần một cái orc để ở đây chúng ta múc nước đổ vào bên trong và từ từ nó sẽ chuyển thành witch water mình nghĩ là chúng ta nên để thêm một vài cái cục đất nữa đi để cho cái thằng mycelium nó lan ra trong lúc nó làm witch water chúng ta lên lấy thêm đất sau khi nó đã chuyển thành witch water chúng ta chỉ cần lấy một khối cát bấm phải chuột vào cái barrel chứa witch water đó là nó trở thành sâu sen chúng ta đang có thêm ba cái Oak barrel đặt ở bên cạnh cái mycelium ngay đây luôn Chúng ta không cần phải đặt ở phía trên nó mới biến thành Witch Water Đặt ở bên cạnh là từ từ nó cũng chuyển thành Witch Water mà thôi và mình đã đem DC cái mớ mình làm được hồi nãy rồi Chúng ta qua cho thêm vào Hãy coi thử Và nó có được nether rồi kìa 17 cái Mở lên chúng ta cần bao nhiêu nether 10 Và đủ Đây 10 nether và chọn Star Harvester Cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ hack não nhất nè Nếu bạn lấy Star Harvester Thì bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được một nhiệm vụ ở phía trên Đâu để coi thử coi Why do all the work mình nhớ có một cái nào đó nó đòi hỏi chúng ta sẽ phải, uh, đâu không phải phần này, Storage Solution, More Power, đây 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 đây, nó đòi hỏi chúng ta làm một cái Solar Panel cấp độ 2, mà Solar Panel thì không có cấp độ 1, nó ác lắm, đây, cấp độ 1 không có công thức, cấp độ 2 có công thức, sử dụng Block Up Dash và kết hợp với cái Solar Panel Level 1 tại sao nó không làm được mà nó bắt làm nhiệm vụ bởi vì khu vực này trời sáng rất là dài nếu chúng ta sử dụng solar panel là chúng ta sẽ có một đống điện năng luôn nên họ chơi như vậy nhóm tác giả đã sửa lại cái công thức và công thức của cái thằng cấp độ 3 nó cần heavy duty play kinh khủng lắm nha nó cần sẽ phải có irium mà irium này chúng ta phải qua bên mercury vậy mới giữ á rồi tiếp tục là nether star lên cấp độ càng cao thì càng mắc và những cái ngôi sao của thằng Super Maxi Tech nữa kinh khủng chưa quá kinh khủng luôn là đằng khác vì vậy khi chúng ta làm nhiệm vụ ở trong phần này bắt buộc phải lấy cái solar panel level 1 bắt buộc phải lấy không nên lấy star harvester nhớ điều đó nha giờ chúng ta mở lên nào mình sẽ cần phải làm methamphetamine thì methamphetamine mình đã coi công thức nó không khó lắm nó kết hợp từ carbon, hydrogen và nitrogen. Nitrogen là thứ căng bởi vì nó sẽ cần một cọng lông gà. Tất cả những cái hợp chất hóa học này thì chúng ta không ngó tới làm gì bởi vì lông gà là dễ nhất. Và lông gà chúng ta có hay không? Cái điều đó là cái điều mình đang rất là nhức nhói. Tuy nhiên là nhờ vào một con zombie trong những tập đầu tiên nó cầm theo một cọng lông gà. Đây, bởi vì con zombie đó là Baby Zombie Jockey Nó cưỡi con gà, những con gà không có oxy Con gà chết rớt ra cái feather cho mình Thiệt là mừng quá đi Mình chỉ có đúng một cái feather thôi Và chúng ta chỉ có đúng một cái để hoàn thành nhiệm vụ thôi ta hãy cho cái feather và cái decomposer bên đây à, 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 Để lộn chỗ, để lộn chỗ <laughs> Nghĩ sao vậy? Và để lên trên Nó sẽ đi decompose ra water và nitrogen Tuyệt vời Nitrogen đâu Đây Water và Nitrogen Nó đây Trong này có Speed Upgrade nên đi lẹ lắm Rồi giờ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này luôn bằng cách Synthesizer nó lại Giờ chúng ta sẽ cần phải để cái Synthesizer xuống Xuống đâu đây Chúng ta sẽ để thằng này HC phải đúng không ta để xuống đây đi Chưa có công thức Thì công thức của thằng này được kết hợp từ Carbon, Hydrogen Chúng ta có hydrogen và chúng ta cần carbon thì carbon chúng ta lấy từ than và than thì chúng ta sẽ phải lấy từ đây. Ta sẽ cần 1 hai không cần nhiều đâu. Rồi giờ chúng ta sẽ decompose nó ra một phát nữa. Và chúng ta sẽ decompose hết mớ này đi ha. Ta được mười mấy cái carbon. 16 carbon. Giờ ta sẽ qua bên này. Ta để vào đây và coi công thức của methamphetamine. Công thức này không ship vào được Ta cần 16 và cần hydrogen nữa Thiệt tình luôn, quên mất hydrogen Đây, hydrogen Và carbon đã có Vì chúng ta cần tới 5 cái metafetamin Mình đã phải đi làm thêm những cái carbon Và đây là công thức của nó 10 carbon kết hợp với 15 hydrogen Và một nitrogen Nó sẽ biến thành metafetamin Ta bỏ vào trong này Ta bỏ thằng hydrogen vào luôn Ta cần thêm hydrogen và chúng ta chỉ có cần bấm bằng tay ra thôi Ở đây là cái gì vậy? Water hả? Ủa sao tự nhiên có water ở đây nữa? Water này là do phân tách cái gì đó ra nè 1, 2, 3, và 4 Rồi 4 là được Mình không cần nhiều hơn Mình chỉ cần 5 thôi Và chúng ta sẽ chọn Go hoặc là Calcium Carbonate Mình sẽ lấy Calcium Carbonate đi đó, tới đây chúng ta sẽ tiếp tục được hoàn thành nhiệm vụ Bởi vì chúng ta đã có rất là nhiều cát rồi Reward back xuống tới đây chúng ta sẽ cần uh, metin meta meta luxury uh, meta relax <laughs> đó đọc theo tiếng việt á metin meta relax <laughs> <laughs> những nhiệm vụ kế tiếp là đòi hỏi chúng ta phải làm những cái hợp chất hóa học có cả cocaine nữa nè ghê chưa và đây là retanol retanol rồi bên dưới là cái gì uh, metin rồi cái này là endoper chúng ta vẫn có thể làm được thì ta hãy coi công thức của endoper một cái and per đâu per, per. and per sẽ được làm từ công thức này nó cần một Einstein và calcium carbonate đây calcium carbonate đó và Einstein hồi nãy chúng ta có ở bên kia đây Einstein chúng ta có được 16 cái Einstein ta lấy qua đây qua đây và ta hãy hủy công thức này đi giờ mình sẽ sắp xếp lại một cái chúng ta sẽ cần phải có một cái Einstein ở giữa và thằng này gom lại Bỏ vào trong này 16, 64 Vậy nó sẽ dư ra 16 Nếu chúng ta để cái này vô là dư ra 16 Và ta sẽ bấm Hết điện Điện năng tiêu thụ thật là ghê Và hãy xem thử coi nó mất bao nhiêu điện năng tiêu thụ 30.000 RF Kinh khủng, kinh khủng Ta để vào trong này thì cái phần Phân hủy nó không có xuất hiện ha Như vậy là chúng ta sẽ cần thêm Phải một sợi dây kéo từ trên này xuống bởi vì thằng này nó có 20 arafaticker syne gì đâu cái ender pearl cuối cùng và dạ, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ ender pearl tuyệt vời lấy thêm được magnesium carbon này ok bên dưới này là cái gì carbon nano chà carbon nano mình nhớ có một cái nhiệm vụ nào đó cho carbon nano mà ta mình nhớ mình đã có lấy rồi mà sao kỳ vậy à, chúng ta hãy coi lại một cái ừ, sao không có chúng ta lại không có carbon nanotube à chưa 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 chúng ta chưa làm trong này nó có carbon nanotube nè có được 10 cái và 10 cái ở dưới cái thằng này có cho không và thằng này cần slam bone. bên này như vậy là chúng ta sẽ phải làm thêm carbon nanotube carbon nanotube được làm như thế nào carbon nanotube được làm bằng cách sieve những cái kim cương ra hoặc là block up diamond thì block up diamond tính ra một cái khối này được 6 block up diamond được 27, có thể block up diamond nó bị lỗ hơn. Kim cương không thành vấn đề nữa. Giờ có hệ thống tự động sieve tất cả mọi thứ ở bên đây rồi. Chúng ta đang có khoảng 35 cục kim cương. Ta hy sinh một chút xíu cũng không sao cả. Mình không cần hy sinh nhiều, chỉ cần 3 cục là được. Nếu chúng ta làm cái nhiệm vụ ở phía trên là nhiệm vụ này, chúng ta lấy hết những cái carbon nano thức là được có hai cái sterling generator cũng không cần lắm và hai thì cũng không cần lắm ở đây cho 10 cái methamphetamine mới ghê à nó phải làm lên trên thì mới xuống đây được giờ mình sẽ đi chuẩn bị những cái món để làm những cái hợp chất hóa học này trước đi ha rồi chúng ta sẽ tiếp tục sau khi nhìn lại những công thức của các hợp chất hóa học chúng ta được đòi hỏi cần phải làm trong ba cái nhiệm vụ này và mình phát hiện ra một điều cái phần cocaine là thằng này nó sẽ lại cần thêm nitrogen mà nitrogen chúng ta hồi nãy kiếm được từ lông gà đúng không? Đầu, oh, đây, lông gà đây và được 6 nitrogen. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể kiếm được từ arrow bởi vì arrow cũng sử dụng lông gà mà. Vì vậy, mình sẽ phải lên đường đi farm quái và mình sẽ sắm một bộ áo giáp bằng sắt đi để đảm bảo an toàn hơn tính mạng. Chúng ta sẽ cố gắng giết thật nhiều những cái con skeleton và ta sẽ có hai cái kiếm là bằng sắt luôn. Đây, đây và sắt. Tuyệt vời. Và một bộ áo giáp sắt đã có mặt. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ra ngoài. Khoan, chúng ta có thể lấy thêm một cây diamond pickaxe theo. Mình sẽ sẵn tay mình đi hốt luôn mấy cái món meteor ở ngoài. Bởi vì chúng ta sắp tới sẽ cần tụi nó Và chúng ta cần phải đi xa khỏi căn cứ Thì chúng ta cần phải lưu tọa độ căn cứ trước đã Nếu không là lát nữa là Đi bụi luôn á. Đây. Giờ chúng ta sẽ thẳng tiến về hướng Tây đi. Đây. Về hướng Tây. Đi ra thật là xa. Và chúng ta thấy có rất là nhiều những cái meteor. Là những cái uh, uh, cục cục gì. Cục gì? Thiên thạch. Đó. Thiên thạch. Chúng ta sẽ đi ra xa để kiếm những con quái. Và ưu tiên skeleton. Để giết tụi nó. rất ra những cái uh, arrow. Và nó kìa. Đã phát hiện mấy con skeleton ở đây được gọi là evon skeleton và nó cầm một lần tới hai cây cung lận rất là ghê và nó bắn cũng không có dễ khó né lắm đó thấy không nhưng mà nó bắn cũng trúng chứ không phải là không đâu hãy cẩn thận đó và nó bay lên rồi kìa nó nó bay đâu rồi uh -oh. bình tĩnh nào cưng bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Ây da, chúng ta khó lại gần nó quá vậy và monster hunter được hai cái cung ui ui pháo bông chúc mừng pháo bông chúc mừng và mình sẽ tiếp tục đi giết những con skeleton để lấy những cái arrow của tụi nó mình đã kiếm được 8 cái mũi tên và chúng ta hãy nhìn nè 8 mũi tên này chúng ta có thể phân tách thành 6 cái nitrogen 6 lần 8, 48 Và chúng ta được đòi hỏi phải làm 32 cái cocaine 32 cocain được làm từ một nitơ thì một nitơ đó đâu rồi cái cocain này chứ và công thức của nó là đây chúng ta chỉ cần một vì vậy chúng ta đã dư nên mình không có cần phải săn skeleton nữa giờ chúng ta sẽ đập cái cục fallen lần meteor này bằng một cái cây diamond pickaxe nó sẽ rớt ra một cái mảnh đây từ 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 từ, từ. đó 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 nó rớt ra rồi đó và đây cái mảnh được gọi là raw meteoric iron. Chúng ta đem về nấu lên một lần nữa trở thành meteoric iron ingot. Và từ thằng này chúng ta lại phải bỏ vào trong những cái thằng đâu rồi đâu rồi, compressor để biến nó thành những cái tấm. Đây đó. Mà được cái là từ một này được hai miếng cũng đỡ. Chúng ta không cần phải đào nhiều lắm. Nhưng mà cái rốc kịch thì nó bự lắm. không phải rốc kịch loại nhỏ. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều những cái meteoric đó và chúng ta có thể quay về được rồi đó. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu hoàn thành tiếp những cái hợp chất còn lại Đầu tiên là Retinol Retinol này được decompose những cái thằng cà rốt mà ra Mình sẽ decompose hết mớ này luôn Và từ từ hãy chờ một chút Chúng ta được bao nhiêu rồi Chúng ta hãy coi một phát Được 16, 21 Đủ chưa Dư xăng Và chúng ta sẽ lấy Carbon Nanotube luôn Hoặc là Reward back Cái nào có lợi hơn Đây ta được cái gì ạ và mình đang suy nghĩ một chút, nếu chúng ta lấy carbon nanotube thì chúng ta chúng ta được năm cái Reward bát luôn. Thôi chơi năm cái Reward bát đi. Có thể chúng ta sẽ được lợi hơn đó. Và đây là cocaine đúng không? Và bên dưới này là meta metin. Thì cocaine và metin thì thằng nào cũng cần phải có qua hai lần sản xuất hết. Và chúng ta hãy coi ủa sao cái metin của tôi đâu rồi? Đây, metin. Nó sẽ cần phải có metin, đầu tiên là carbon và hydrogen chúng ta sẽ cần 32 3 cái thôi 3 cái thì chúng ta sẽ cần phải có carbon thì mình đã cho nấu ra cũng khá nhiều giờ chúng ta sẽ lấy công thức này đi cho nó gọn và 3 tỷ lệ là 1 3 và hydrogen là 3 và đây đâu rồi carbon 1 2 3 đủ và hủy công thức rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục coi và nó cần methane và carbon 2 3, oh 3 nghĩa nghĩ là chúng ta cần 9 Chưa được, chưa được 1, 2, 3 Chúng ta sẽ cần có thêm Và chúng ta cần thêm 6 nữa đúng không 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ok, giờ chúng ta sẽ cần phải bỏ thằng này vào 1, 2, 3 nè Để ở đây Rồi nó sẽ cần oxygen là 3 Nhớ là 3 Và carbon cũng là 3 Rồi giờ có phải có lại Có lại 2 chứ không phải là 3 ha, ha. Nó cần có 2 Ta hãy kiểm tra coca cabin làm được cái gì Cô cabin có mặt trong công thức nào Nó chỉ có hai cái Đầu tiên là nó sẽ sieve từ sen Các mình đã có thể sản xuất được Và cái thằng này Theo Thì không cần đâu Không cần Vì thế mình sẽ chọn Star Container Nó cần không ta ta hãy coi thử cái bên dưới có Star Align nè Thì Hot Up The Star Nó là cái Hot Up The Star Thì nó sẽ cần công thức gì Ta kiểm tra một cái sau này chúng ta không cần phải chế tạo cho nó khỏe hết up the star thì không có phải là star container vậy đâu cần bởi vì nó cho một cái star harvester dưới này thì có cho star container luôn nhưng mà mình đâu có làm star harvester đâu mình nghĩ là chúng ta không cần lấy chúng ta sẽ lấy end Stand đi một anstan và cái let chest của tôi đâu ta để tút bên này luôn đây giờ chúng ta sẽ bỏ cái anstan vào sau đó chúng ta sẽ làm tiếp một món nữa thì món đó là cocaine. Cocaine như là CKE á. Đây, 17 cái carbon, 21 hydrogen, 1 nitrogen và 4 oxygen. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ theo thứ tự à 17 cái carbon, 17 cái. Đó đây. 16 17. Rồi, giờ chúng ta sẽ coi tiếp cocaine nó sẽ cần cái gì nữa? 21 hydrogen, 1 nit nitrogen nitrogen thì cần có 1 thôi, ta để vào trọng hydrogen 21, 21 ta có thể chia ra làm sao? bấm cho lẹ coi 21 đây 21 và oxygen là bao nhiêu? oxygen nói đâu rồi? cocaine oxygen là 4, 4 oxygen 1 2 3 4 được rồi đó Chúng ta sẽ cần phải bỏ thêm một số thứ vào trong đó Và chúng ta đã sẵn sàng Để lấy 32 cái chưa 32 cái lận Phải không 32 cái lận đó mình nhớ là 32 Và chính xác là 32 luôn ghê thật Chúng ta hãy coi thử coi Đủ chưa Chúng ta thiếu cái gì Chúng ta thiếu carbon hydrogen Chúng ta thiếu hydrogen đúng không Mình sẽ bỏ thêm vào Và đây là 10 cái nữa Ồ, oh, cái này nó chỉ gặp lại... Đây uhm, là silicon, đâu ra vậy? Ừ, silicon nãy nhớ cất hết rồi mà. Ta được 10... Khoan, khoan, khoan. Ồ, oh, công thức đúng rồi mà. Nhưng mà... Có vấn đề chúng ta thiếu hydrogen. Ta lấy thêm hydrogen thôi. Hydrogen mình có rất là nhiều. Và đây, hydrogen vào đây. Ta có được... Ồ, oh, nó gợp lên. 14 và chúng ta thiếu cái gì? Thiếu carbon. Ta bỏ vào luôn đi cho rồi. Rồi đó, tất cả những thứ mình có mình đã bỏ bỏ vào hết rồi đó. Và chúng ta cần thêm 7 21 27 đủ chưa? Vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm cái gì? Chúng ta cần thêm carbon để mình đi nấu thêm carbon thật lẹ nào. Mình nghĩ là chúng ta đã có đủ để làm thêm 5 cái nữa rồi đó Và 4, 5 Đủ Xong, hoàn thành nhiệm vụ Chúng ta sẽ lấy carbon nano Và mình được 20 cái carbon nano Bây giờ mình sẽ chơi kim cương luôn Chúng ta sẽ cần khoảng 3 cục kim cương là vừa Chúng ta sẽ đi phân hủy nó ra Để trở thành carbon nano Đây, 3 cục Và nó đang chuyển vào trong đây 9, Giờ chúng ta mở nhiệm vụ lên, tiếp tục hoàn thành Ở đây là Silver, Gold và Einsteinium Mình lấy Einstein đi Einstein khó kiếm hơn nên lấy Einstein Rồi right, bỏ vào trong đó luôn Và coi nhiệm vụ gì chúng ta có thể hoàn thành được nữa Ở đây, Slam Ta hãy coi Slam được làm từ gì Công thức này Nếu ai chịu khó đi đào thì bạn có thể kiếm được uh, Geoc này nó nằm ở bên dưới mặt trăng á Chúng ta vẫn có, có thể kiếm được Nhưng mà cái tỷ lệ uh, kiếm được mình nghĩ chắc không cao đâu Nên thôi mình không đào và Mình sẽ làm bằng cái thằng poly metin này thì poly này được chuyển từ metin meta relax meta relax đọc nghe vui ha ta sẽ chuyển từ cái metin meta relax lên trở thành poly đó lên poly nè ba được một ghê vậy và chúng ta chỉ cần có một hình quá đi ta không cần nhiều chỉ cần có một mà thôi và đây 1, 1. À, thấy một một à, xong thêm một nhiệm vụ nữa và vàng và rework back ở đây là gì? Silicon Dioxide chúng ta có thêm cát Reward Pack là cái ưu tiên Rồi đó và như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã làm thêm được một đống nhiệm vụ rồi Và trước khi kết thúc chúng ta hãy cùng nhau mở Reward Pack Ô oh, một cái view nữa tuyệt vời Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái năng lượng để có thể phóng tàu rồi Pawn Enderman Lamstone Spot Gripper Lamstone Marble Enderman và Zombie Cũng ok Tôi thích điều này Bây giờ chúng ta sẽ cất những thứ này vào trong này Và chúng ta hết chỗ thì chúng ta đem lên trên cất thôi Chúng ta cất cái trển đi Và đây là môn thấp thôi không có gì cả Giờ đó, công việc giữa hai tập của mình Sẽ rất là nhộn nhịp Bởi vì mình sẽ cần phải chuẩn bị rất là nhiều thứ Đầu tiên là Nether Code nè Chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Witchwater ở bên dưới Để mình làm thành sâu sen Sau đó mình ship nó ra để kiếm Nether Court Rồi sau đó mình sẽ ship cả Nether nữa Chúng ta hãy coi Nether Đây Nether Bởi vì chúng ta sẽ cần phải đi decompose Nether ra Chúng ta sẽ cần nó để kiếm một cái hộp một cái nguyên tố hóa học ở trong này Thì cái nguyên tố đó là gì? Tập sau chúng ta sẽ rõ Ngoài ra chúng ta sẽ chuẩn bị luôn tất cả những cái thành phần để làm cái thằng rocket này Mình sẽ sử dụng bây giờ làm luôn đi nói làm luôn Chúng ta sẽ sử dụng chín cục kim cương 7, 8, 9 Ta biến nó thành một khói Và đây một khói Lock up diamond Và mình sẽ vào đây mình mua luôn Ở đây Và nó cần one block up Select task manual submit Rồi đó Claim reward và chúng ta đã có được những cái blue ring cho NASA workben Mình sẽ chuẩn bị hết tất cả những thành phần của cái rocket Tier 1 này Tất cả những thứ trong này Vì vậy nó sẽ là một công việc rất là nhộn nhịp đối với mình Và hy vọng rằng trong tập kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu phóng tàu đi qua một hành tinh khác Vì thế các bạn đừng bỏ lỡ nhé Giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp Bye bye